Xin chào mọi người, hôm nay là Bằng đang ở trong cái trại Đà Điểu, cách với thị trấn Sauven có khoảng 10 phút lái xe thôi. Đây cũng là một trong những cái điểm tham quan rất là nổi tiếng ở Sauven, là ở cái làng của người Đan Mạch đó mọi người. Thì ở đây nó còn có một cái trại Đà Điểu nữa. Đây, có rất là nhiều Đà Điểu luôn xung quanh Bằng này. Đây là Đà Điểu con. Đó, là những cái con Đà Điểu nhỏ nè. Còn phía bên đây là Đà Điểu lớn bên kia. Đó, rất là rộng đó mọi người. Đây, bé Ân đang cho Đà Điểu ăn nè. Mấy con này cái đầu nó không có đẹp bằng con kia ha. Con nhỏ nó chưa mọc lông. Lông nó mọc chưa đều á. Bé Ân rất là thích, bé Ân rất là thích con Đà Điểu này. Cười kìa, bé Ân cười quá trời kìa. Ok. Để bà ẵm cho, mẹ ẵm đâu nổi, để bà ẵm cho. Lên. Yeah. Con kêu bạn ăn đi, ăn đi. Ít. Ăn đi, bạn ăn đi nè. Bạn ăn đi. Bạn ăn đi. Yeah. Chu. Rồi. Yeah, vỗ tay. Rồi con hỏi bạn no chưa? Ten. Yeah. Okay. Đó chưa? Cho nó ít đi không? Thôi mình qua bên này cho bạn khác ăn nha. Rồi đi tiếp nha. Rồi bye. Rồi mình đi qua bên kia. Đi tiếp qua đây. Bên này nè, coi có bạn nào đói không? Đưa qua đây cho bạn nào đói, bạn nó tới ăn nè. Ok, rồi con kêu bạn tới ăn nè. Con kêu bạn tới ăn nha. Ẩm ăn lên nha. Ok, rồi, được, bạn ăn nè. Rồi, bạn no rồi. Oh my god. Bạn không ăn. Bạn no rồi, bạn không muốn ăn nữa. Ok. Rồi, Ân lại đây. Ân qua đây. Qua đây với ba. Rồi, Ân đứng đây nha. Ân đứng đây đợi nha. Đứng đây đợi nha. Ân dịnh nha. Dịnh. Dịnh này nha. Đó, có bạn lại kìa Ân. Đó. Bạn lại bạn ăn đó. Rồi, Ân đứng một mình đây nha. Ân cho bạn ăn nha. Ok. Yeah. À, bạn đang ăn kìa. Con giữ. Con giữ này lại, con đừng làm bạn sợ nha. Ok, rồi ba buông tay ra đi. Rồi, ăn giữ nha. Kêu bạn ăn đi, kêu bạn ăn đi. Bạn sợ đó. Rồi. Con cho nó ăn đi, con cho bạn ăn đi chứ kêu mấy mẹ ăn sao. Rồi ba. Yeah. Con giữ nè. Rồi, ăn giữ nha. Rồi, bạn no rồi. Bye bye bạn đi. Bye bạn. Ok, bạn no rồi đó. Đi con. Ít hả? Cái tờ giấy đâu rồi? Đây, tờ giấy nè. Đây, rồi nè. Ok, rồi, rồi qua đây. Ở phía sau lưng Bằng này là có rất là nhiều Đà Điểu nè mọi người. Đây, rất là nhiều luôn. Ở đằng kia cũng còn rất là nhiều luôn. Nhưng mà họ không cho mình vô nữa, mình chỉ được đi tới đây thôi à.
Đó, chứ sâu phía trong kia còn nhiều lắm. Nguyên một cái khu này họ rào lại để họ thả đà điểu chạy xung quanh đây nè. Đi race qua đây con. Bé ơi, qua đây nè. Qua đây đi, qua đây đi. Qua đây đà điểu bự đó. Cái con đà điểu mà cái lông màu xám là cái con mái mọi người. Còn cái con mà lông màu đen á là con trống. À, hồi nãy bạn không có biết. Bây giờ để ý mới biết là tại hồi nãy thấy hai cái con này nó đang đập mái á, nhìn mới biết. Ok, con đợi tới lượt con lên nha. Wow. Thôi lên trên đi, lên trên đi, lên đây đi. Ở đây là thấp nhất nè, đứng chỗ này là thấp nhất nè. Cái này có thể cho đà điểu ăn được nè. Ok, rồi bây giờ Ray đứng đây nha. Ray đợi bạn lại ăn nha. Dịnh vô nè. Ray dịnh nha. Ray kêu mấy bạn lại ăn đi. Ít. Kêu mấy bạn lại ăn. Baby, baby. Đó. Ít, ít, đúng rồi. Kêu mấy bạn lại ăn đi. Ít, ít, yeah. Oh, oh. Bạn không ăn của con rồi. Con phải làm gì nè. Nó thật ít quá đó. Đó, con cho bạn thấy rồi. Ok, kêu bạn ít đi, đem xích qua bên kia cho bạn ít đi. Bạn không chịu ăn của con rồi. Con đừng buồn nha. Bầu lông nó dày ghê ha. Lông nó dày quá trời luôn á. Cái đùi nó bự à. Đùi nó bự. Đó đó, bạn ăn của con kìa. Ân buồn rồi, bạn không chịu ăn của Ân. Bạn no đó, bạn no rồi nên bạn không ăn của con á. Cái đùi to ghê á. Wow, wow. Múa, múa, múa. Nó đang nhảy á. I think those are the males and these are the females. Oh yeah. I don't know. I'm guessing. Look at it run, look at it run. Nó đang rỉa lông hả? Nó rỉa lông của nó. Ân làm đà điểu á, Ân làm đà điểu ấy. Con nó đang tới kìa, nó đang tới kìa con. Kìa, bạn tới kìa. Con kêu bạn ăn đi. Bạn không chịu ăn của con rồi. Thôi thì dẫn Ân đi thăm cái bạn baby nha. Con cho thêm đi. Ơ nữa đi, nữa đi, nữa đi. Rồi. Xe đây đã. Nhột không em? Nhột không con? Nhột không? Mẫu luôn ngón tay của Race luôn. Có bạn kia thọt học cái đầu qua kìa, có bạn kia thọt cái đầu qua kìa. Bạn kia mổ mạnh lắm. Bạn kia không được đâu. Ơi 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 ơi, coi chừng bạn kia. Không đâu. No ít hả? No ít. Rồi đây. Yeah.
Rồi. Nữa không? Nữa không? Con để thấp thấp xuống. Bạn không có đưa cái đầu vô được á. Đây con dưới này đó, đúng rồi, ngồi dưới đó. Thấp quá, vậy thấp quá. Đó, cỡ đó vừa đó. Rồi, thôi bạn no rồi đó. Có sờ lông bạn không? Sao vô sờ lông bạn nè. Này, cái này là đà điểu con á. Có chút xíu à. Nó cho ăn nữa, cho ăn rồi cho ăn nữa. Ồ, nghĩ nó có ba lớn nhưng mà nó to lên vậy ha. Ăn nhiều lắm mới lớn vậy. Ồ, ôi. Cái này là... Cái chạy này là cái chỗ này, chỗ con nè. Con này lớn hơn tí xíu. Qua anh kia là nó bự dần luôn. Nó cắn ngón tay con luôn hả? Cắn luôn ngón tay ăn hả? Nó thấy ngón tay, lấy ngón tay. Nhìn ngón tay ăn tưởng run. Thôi, hết rồi con. Ok, thôi mình đi ra. Đi rửa tay rồi đi con. Trước khi chia tay với cái chạy đà điểu này thì mình sẽ đi qua bên đó mình coi đà điểu bằng thú nhồi bông mọi người. Ở đây có cái máy làm tiền cắt hình đà điểu nè. Làm ra hình con đà điểu. Mẹ có tiền cắt không? À, mình lấy đồng bự đi. Lấy đồng 25 cent đó ha. Nè mình được bỏ nhiều loại nè. Bỏ đồng 25 cent thì nó sẽ bự, nó đẹp hơn. Ok, bây giờ là sẽ cho bé Ray thử làm cái đồng tiền hình con đà điểu. 1.55 nè. Rồi. Ok, thêm một cái penny nữa. Ủa là nó ra cái penny hay là ra hai cái kia ta? Ra penny. Thế hả? Con ơi, đứng lên đẩy vô con. Rồi, để cho bé Ray đẩy vô. Giờ cho bé Ân làm nè. Rồi. Đây mẹ quay đi, và cho bé Ray lên làm. Ok, Ray đẩy vô con. Đẩy vô. Đẩy vô xong rồi quay mạnh. Đúng, đúng rồi, đẩy đó đó, đẩy vô. Đẩy vô. Mạnh lên, đẩy mạnh vô luôn. Gì vậy? Gì vậy? Like that. Đẩy vô. Nè, thả tay ra. Rồi. Rồi xuống đây quay. Quay đi, quay. Quay mạnh lên. Quay. Quay đi con, quay đi. Nè nè, quay. Nhanh lên. Yeah, quay. Rồi, mình chuẩn bị ra cái đồng xu nha. Rồi. Yeah. Rồi, đây. Ủa nó chỉ ra được đồng này thôi. Nè, hình đà điểu nè. À, nó không có ra cái đồng bự cho mình. Ok, vậy là Ray có hình con đà điểu nè. Đà điểu nè. Yeah, rồi, chào Ray nha. Ok, đi tiếp nè. Yeah. Bây giờ là mình sẽ đi qua đây cho anh coi đà điểu con. Đà điểu con kìa. Đà điểu nhồi bông. Coi đà điểu nhồi bông. À, có túi làm bằng da đà điểu mọi người. Đây là đà điểu nhồi bông, hình con đà điểu á. Đà điểu. Công á. Công á. Đây đà điểu à. Nhìn cũng vui ha. Wow, đây có bán trái cây nữa kìa. Là cherry với cái trái gì ta? Trái màu vàng chứ gì? Trái mận hả? Đây là một mận, bây giờ là mùa của nó đó. Ok, thôi mình đi ra thôi. Thôi, không cần đâu. Ồ, có bán lông của con đà điểu nữa kìa. 3 đồng một cái lông. Lông nhỏ, lông lớn là mắc hơn. Rồi, thôi mình đi ra. Cái kẹo. Cái kẹo có con đà điểu. Oh sorry.
cái kẹo có hình con đà điểu. Này bao nhiêu tiền? Không thấy giá hả? Đúng rồi, chủ yếu là bán con đà điểu á, chứ bán kẹo đâu. Ok, thôi đi. Okay. Ra hơi Ray ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô Soven nha. Bây giờ là gia đình của Bằng sẽ tiếp tục đi vô Soven nữa mọi người. Và vô trong đó thì sẽ tiếp tục quay cho mọi người coi cái làng của người Đan Mạch ở trong thị trấn Soven. Yeah, từ đây vô Soven còn khoảng 15 phút nữa thôi. Yeah, lên xe thôi. Mày ơi, lên xe. Bye bye, bye bye đà điểu đi. Bye. Bye chim. Yeah. Ok. À, phía trước đây là cái đường để dẫn đi thẳng vào trong thị trấn Soven. Thị trấn của người Đan Mạch mọi người. Những cái ngôi nhà đây xây theo kiến trúc của người Đan Mạch luôn. Đó. Nhà kiểu rất là châu Âu, phong cách theo kiểu châu Âu quá. Đó, phía trước là vô bắt đầu vô cái thị trấn Soven này, thị trấn cổ rồi đó. Hôm nay là cuối tuần nên là rất là đông xe ở đây luôn mọi người. Bây giờ là Bằng sẽ vô đó để tìm cái parking. Rồi mình đậu xe xong thì sẽ đưa mọi người đi bộ xung quanh cái thị trấn Soven này. Rồi đi ngắm những cái cối xay gió, những cái ngôi nhà đặc trưng theo kiến trúc của người Đan Mạch. Rồi sau đó mình sẽ đi ăn cái bánh của người Đan Mạch. Cái dạng bánh ngọt với cái strawberry á. Này có nhiều người đang đi bộ ở đây lắm. Wow, quá trời đông luôn em. Kìa. Quá trời đông luôn. Cuối tuần người ta muốn đi coi, đi chơi. Nhà có cái ống khói nè. Có con chim nè. Có con chim cò ha. À, đó. Nhà nào cũng có cả hết. Đúng rồi. Nó là biểu tượng cho sự may mắn á. Ở đây là cái tiệm bánh rất là nổi tiếng của Soven đó mọi người. Tiệm bánh này là lâu đời và nổi tiếng nhất ở Soven. Họ đứng get line họ mua kìa. Quá trời đông luôn. Lát mình ăn tiệm bánh Dennis phải không? Dạ. Trong Soven có rất là nhiều tiệm bánh, nhưng mà cái tiệm này là nổi tiếng nhất đó mọi người. Đông quá. Đây, bây giờ mình đã vô tới cái khu phố đi bộ của thị trấn Soven rồi. Bên đây là cái cối xay gió rất là to nè. Bên tay trái của mình á, cái cối xay gió rất là to luôn. Rất là đông người luôn. Vào dịp cuối tuần. Ở đây cũng có một cái tiệm bánh nữa, cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà không bằng cái tiệm kia, nhưng mà tiệm này nó lớn hơn, rộng rãi hơn. Cái đó cũng là Dennis Bakery. Đây là cái đồng hồ cổ của thị trấn Soven nè mọi người. Cái đồng hồ cổ đó, ngày xưa người ta sử dụng có một cái đồng hồ này thôi cho cả người dân ở trong cái thị trấn luôn. Bây giờ cái đồng hồ này vẫn còn hoạt động nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thẳng luôn để vào cái parking chính của thị trấn Soven. At the next light, turn right. Cái khu bên tay phải mình là cái khu nhà nghỉ và khách sạn. Mình có thể nghỉ đêm lại ở Soven một đêm vậy đó, nó có giá khoảng cỡ 90 đô cho đến 250. Nhưng mà thường vào những ngày cuối tuần vậy thì giá khách sạn rất là mắc mọi người.
At the light, turn right onto Alisal Road. Then the destination is on your left. Ok, bây giờ thì mình sẽ rẽ vô Bạc Kinh. Xin chào mọi người, phía sau lưng của Bằng đây là thị trấn Soven đây mọi người. Bây giờ là Bằng với gia đình đang ở đây để khám phá và đi ngắm cảnh của cái thị trấn cổ Soven. Rồi mình sẽ đi ăn cái món bánh đặc trưng ở thị trấn Soven. Đây là cái con đường chính của cái thị trấn Soven mọi người, Alisal. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên cái tượng nàng tiên cá đầu tiên ha. Cái tượng nàng tiên cá nằm ở bên ngã tư bên kia kìa. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua bên đó. Đây là cái tượng nàng tiên cá của người Đan Mạch đây mọi người. Một cái biểu tượng rất là nổi tiếng của người Đan Mạch luôn. Bởi vì cái câu chuyện cổ tích nàng tiên cá rất là nổi tiếng của người Đan Mạch. Hầu như là trẻ em trên thế giới ai cũng biết tới hết. Người lớn và trẻ em gì cũng đều biết tới cái chuyện cổ tích nàng tiên cá hết. Bé Ray, bé Ray, con không coi tượng nàng tiên cá hả Ray? Bởi vì bé Ray còn quá nhỏ nên là chưa có nghe được cái chuyện cổ tích nàng tiên cá. Nên bé Ray chưa có biết. Nhưng mà nghĩ chắc cỡ vài năm nữa là thế nào bé Ray cũng đòi để đi tới đây để coi cái tượng nàng tiên cá này. Wow, ngồi thoải mái vậy ta. Bé Ray ngồi thoải mái ha. Yeah. Ở đây đi Ray. Thử nè. Yeah. Người ta giục đồng xu xuống đây quá trời luôn nè. Quá trời đồng xu luôn. Rồi bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục đi bộ theo cái đường này để đi xuống dưới cái nhà hàng bán bánh nổi tiếng nhất ở Soven này. Đang có rất là nhiều người ở đây. Bởi vì đây là dịp cuối tuần á. Mọi người họ thích đến đây để họ đi bộ ngắm cảnh và ăn những món ăn ngon của người Đan Mạch. Ở đây mình có thể thuê xe đạp đó mọi người. Nếu mà mình không thích đi bộ mình có thể vô đây để thuê xe đạp. Mình đi chạy xe đạp một vòng ở đây. Ngoài ra thì mình cũng có thể đi xe ngựa nữa. Phía sau lưng của Bằng đây là cái đồng hồ cổ của thị trấn Soven mọi người. Nên là mọi người, cái đồng hồ này là có từ khi mà cái thị trấn Soven được xây dựng luôn. Ngày xưa thì không phải là ai cũng có thể sở hữu được đồng hồ để có thể coi được giờ giấc. Nên là cả cái thị trấn á, họ sử dụng chung một cái đồng hồ này để xem giờ cho cả thị trấn luôn. Và tới ngày hôm nay thì nó vẫn còn hoạt động nha mọi người. Nó đã hơn 100 tuổi rồi đó. Bây giờ thì mình đang trên đường để đi tới cái tiệm bánh rất là nổi tiếng của người Đan Mạch ở thị trấn Soven. Và chắc chắn là lại đó là phải get like rồi đó. Rồi cái like chắc cũng rất là dài luôn. Trời quá trời mát mẻ luôn mọi người ơi. Rất là đã. Và đây là coi như là cái lần này chắc là lần thứ 5, thứ 6 rồi đó. Bằng đến Soven. Nhưng mà vẫn còn muốn tới đây nữa. Trong tương lai chắc chắn là bằng vẫn còn muốn quay lại Soven nữa. Bởi vì đối với bằng cái Soven nó rất là phải nói sao ta, nó cái kiểu giống như ở Sài Gòn lên Đà Lạt vậy đó. Ở đây nó rất là yên bình. Và cuối tuần á, mình đến đây á, chỉ cách Lido Sài Gòn cả khoảng 2 tới 3 tiếng lái xe thôi. Và cuối tuần đến đây mình đi bộ ngắm cảnh và ăn những cái món ăn ngon ở Soven cũng rất là đẹp. Nhưng mà tiếc rằng là Bằng chưa bao giờ ngủ được một đêm ở thị trấn Soven. Trong tương lai thì chắc chắn Bằng sẽ ngủ lại một đêm ở Soven. Bởi vì vào ban đêm ở Soven á, nó có những cái cửa hàng bán bia rất là nổi tiếng luôn. Bia kiểu châu Âu á. Họ uống, họ ngồi ở ngoài đường á, và mình thưởng thức những cái loại bia đen rồi bia của người châu Âu rất là nổi tiếng luôn.
thì trong tương lai thì bằng sẽ ngủ đêm ở lại Sauvin một lần, nhưng mà chuyến đi này thì không được rồi bởi vì bằng không đặt được phòng. Mọi người đi thôi con. Đây, phía này là cái khu nhà hàng nổi tiếng của Sauvin nè. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đó. Wow, quá trời đông luôn. Đông lắm mọi người ơi. Đông lắm. Những cái người này họ đang đứng để get line để vào ăn cái nhà hàng này đó. Đây là một trong những cái cối xay gió ở Sauvin nè. Cái cối xay gió này bây giờ ngừng hoạt động rồi nha mọi người. Ngày xưa thì người dân Sauvin họ sử dụng cối xay gió này để họ phục vụ cho những cái công việc nông nghiệp của họ đó. Nhưng mà bây giờ thì nó đã ngừng hoạt động rồi. Bây giờ nó trở thành một cái điểm tham quan và một cái biểu tượng của thị trấn Sauvin. Rất là đông người luôn. Đây, phía trước là cái tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Sauvin á, cái hàng dài thòn kìa. Quay lên phía trước cho mọi người coi. Hàng có rất là đông người ở đây. Đó, ở trước á, cái Danish Village Bakery á. Cũng có chỗ cho mình ngồi đó. Ok, bây giờ mình cần phải get line để có thể vô đây mua bánh ngọt. Yeah, cái line phía trước kìa mọi người, rất là dài luôn. Đây là cái tên của cái tiệm bánh nè. Sắp tới lượt của gia đình Bằng rồi mọi người. Còn có mấy người nữa thôi. Họ đứng ở đây là mình nghe nó rất là thơm luôn á. Họ nướng cái bánh có bơ hay là có gì đó, nghe đứng ở đây là chịu không nổi rồi đó. Rất là thơm. The raspberry, huh? Cái chắc lấy cái loại này đi. Loại này này, cái này gì đây? The blueberry shrimp. Rồi. Yeah. Thôi, chắc này đi hả? Này có kem nè. The cream puff. Ok, chắc vậy thôi. Ok, that's it. For here. Đây là cái bánh nè mọi người. Đây là bánh người đang mạch nè mọi người. Mới mua nè, có 3 cái thôi. Mà nó tới 12 đồng rưỡi á. 3 cái bánh. Ok, bây giờ mình ăn thử như thế nào nha. Ăn ngon không? Ok, Ray ăn thử ngon không? Ngon Ray? Ngon không con? Ngon không? Ngon hả? Wow, cái Ray nói ngon. Ăn thử cái này coi. Ngon không? Không ngọt hả?
Ngon trời ơi, nó cắn. Cái này là raspberry hả? Hay blueberry? Blueberry hả? Hey mọi người, bây giờ mình thử cái bánh của người đang mặc ha. Thơm hả? Như có gừng đây đúng không? Anh nghe mùi gừng không? Anh nghe như có mùi gừng đây ha. Có hạnh nhân nữa. Ngon mọi người. Không có ngọt ha. Giá không hề rẻ xíu nào. Một cái bánh gì đó trung bình là khoảng cỡ 3 đồng rưỡi mọi người. Có xíu à. Nhưng mà ăn cũng ngon. Đây là cái đường chính của cái thị trấn Sovan đó mọi người. Nó con đường là đông đúc nhất luôn. Là phòng tranh. Wow, đẹp quá vậy. Đèn á ha. Không biết họ có cho quay phim không. Đẹp quá mọi người. Yeah. Họ bán những cái đèn nè. Cái đèn mà có giống như tranh kính á. Đẹp quá. Wow. Quá đẹp. Yeah. Wow, cái đèn nhìn đẹp quá ha. Này chắc làm cũng kỳ công lắm á. Này ghép những cái miếng kiến lại với nhau á. Cho nó ra nhiều màu. Ok, đi con. Thợ làm bánh nè. Đây là cái điểm kế tiếp mà bằng ghé khi trong cái chuyến đi Sovan này mọi người. Nếu như mà nhà của mình mà có trẻ em đó thì mọi người phải đến chỗ này. Đây là một cái công viên dành cho trẻ em ở phía sau này nè. Đó mọi người thấy không? Đó, rất là nhiều đồ chơi cho trẻ em luôn. Và ở đây nó có một cái sân cỏ rất là rộng và có cái khu để cho mình có thể picnic luôn. Đây, rất là nhiều trẻ em đang chơi ở trong đó. Chỗ này mình đến miễn phí nha mọi người, không có tốn phí. Và nó chỉ cách Sovan có 5 phút lái xe thôi. Yeah. Đây, có rất là nhiều trẻ em đang chơi ở trên này. Ok, bây giờ thì bạn sẽ đi vô trong để quay cho mọi người coi. Bé Ray với mẹ kìa. Đó. Sao bé Ray thích không? Nó tụt xuống để yeah, hả? Anh lên cho nó hang xuống dưới. Ok, lên với nó. Yeah. Hi baby. Đó. Wow. Go ahead, go ahead. Go.
Thôi rồi, giờ tới tới ba xuống nha, ba xuống nha. Chân ra cho ba xuống nè. Yeah, xuống. Chân ra. Rồi mình nó chơi nó vậy. Yeah. Sao mẹ không giữ con chân ra? Mẹ phải cho con đi vô chỗ khác chứ. Ok. Ống này nè Ray, ống này ghê nè. Yeah. Đi con, lên đây Ray. Bên đây. Lộn rồi, đây. Bên đây nè. Đây nè Ray. Sister, okay, go. Lên đây Ray. Lên đây con. Ray rồi ta. Đây, bé Ray đây. Bên đây. Con đi lộn đường rồi, đường này nè. Yeah. Ơi, con muốn đi cái nào? Ok, quay your turn. No. Ok, xuống. Yeah. Rớt đất luôn. Ok, chính ra. Yeah. Bài xuống đất luôn. Con chưa chơi này được đâu. Trời ơi, biết chơi luôn hả? Yeah, chui lỗ này nè. Ray, chui lỗ này. Chui lỗ này. Chui qua. Đâu vậy? Trời ơi. Con chui đâu vậy? Yeah. Oh. Hi, yeah. Hi. Yeah. Lại nó nói gì không à, không hiểu luôn. Sister. Yeah, sister. Hey. Con thích con nào? Lên nha, bấm lên nha. Rồi. Bye bye. Bye bye. Yeah. U giữ à, dịnh vô con, dịnh vô, dịnh xuống, đúng rồi, phải dịnh vô chứ. Yeah, yeah. Wow. Wow. Yeah. Tiếp. Yeah. Con. Trời không có thấy cái tay. Yeah. Hey vậy. Yeah. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha.
Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.